làm lễ Vu Lan là được ví như là ngày Tết của Đạo Phật và là một cái ngày lễ lớn của tất cả người con Đạo Phật chúng ta. Như các bạn thấy thì tôi không được may mắn như mọi người, chỉ được cài hoa màu trắng. Và hôm nay tôi có mặt ở một ngôi chùa Phước Thành ở thành phố Bến Tre. Thì theo như cái ngày này thì tất cả mọi chùa ở trên toàn cõi Việt Nam đều tổ chức một cái đại lễ gọi là đại lễ Vu Lan. Ý nghĩa của đại lễ Vu Lan là để tưởng nhớ công ơn cha mẹ, người đã sinh thành ra chúng ta và nuôi nấng chúng ta nên người như ngày hôm nay. Và bây giờ tôi hôm nay thì sẽ tổ chức có những cái chương trình rất là hay, rất là ý nghĩa. Và bây giờ tôi xin mời các bạn cùng tôi vào viếng chùa và lễ Phật. Nếu như đạo Công giáo họ có một cái ngày Noel là để đánh dấu cho cái nét văn hóa của đạo của họ, thì ở đạo Phật chúng ta có cái ngày Vu Lan cũng là một trong những ngày hội lớn, không chỉ dành riêng cho tất cả những người con đạo Phật chúng ta, mà còn là sự nhắc nhở cho tất cả mọi người chúng ta nhớ về cội nguồn, nhớ về ông bà tổ tiên và công ơn sinh thành của cha mẹ nuôi nấng chúng ta nên người như ngày hôm nay. Đại lễ Vu Lan còn có nhiều tên gọi khác nhau, như là Vu Lan báo hiếu, Vu Lan bồn, hoặc còn tên là Vu Lan tự tứ. Thì cái tên Vu Lan tự tứ là để dành riêng cho tất cả các tăng ni xuất gia và có 3 tháng an cư kiết hạ. Đến dịp ngày rằm tháng 7 là ngày lễ Vu Lan thì sẽ có một cái lễ dành riêng cho các vị như để kết thúc 3 tháng tu của mùa hè. Ngày lễ Vu Lan được bắt nguồn từ một cái truyền thuyết xưa là có một vị A-la-hán tên là Mục Kiền Liên. Khi ông đắc đạo thì ông nhớ tới mẹ mình và ông dùng thần thông của mình để đi tìm. Thì ông thấy mẹ mình là bà Thanh Đề bị đọa địa ngục làm ngạ quỷ bởi vì cái nghiệp của bà ấy tạo rất là lớn và bị đối khác hoàn hành. Nên ông mới thương xót và tìm cách đem cơm xuống cho mẹ. Nhưng khi dâng cơm lên cho mẹ thì cái nghiệp của bà Thanh Đề rất là lớn, nên khi mà ăn bà ấy lấy cái tay che chán cơm của mình lại để không cho các ngạ quỷ khác giành ăn của mình. Thì từ bây giờ thì chán cơm mới hóa thành lửa nên bà ấy không ăn được. Ngài Mục Kiền Liên mới thấy vậy mới quay về hỏi Phật. Thì Phật mới bảo rằng là ông không thể cứu mẹ bằng cái thần thông của mình được. Ông chỉ nhờ cái thần lực của mười phương chư Phật và các vị cao tăng. Ngay cái ngày rằm tháng 7 á, là cái ngày an cư kiết hạ, là nhờ các vị ấy cầu nguyện cho mẹ mình siêu thoát. Và cái ngày lễ Vu Lan được bắt nguồn từ lúc đó cho đến bây giờ.
Lan là nhắc nhở cho tất cả mọi con người chúng ta đều nhớ về ơn nghĩa cha mẹ, ơn nghĩa sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Dù chúng ta là ai, ở phương trời nào, thì đúng ngày rằm tháng 7, tất cả mọi người đều về viếng Phật và đến chùa để cầu an cầu phúc cho cha mẹ mình. Thì trong đạo lý nhà Phật có dạy về cái tứ ân. Cái ân thứ nhất là ơn quốc gia, ơn thứ hai là ơn cha mẹ, ơn thứ ba là ơn thầy tổ, và ơn cuối cùng là ơn đàn na tinh thí. Cái đó thì trong đạo lý nhà Phật tôi sẽ có một cái bài khác để nói về cái vấn đề này. Thank you.
Bé là con hả chị? Cháu ngoại hả? Chị ở đâu? À, ở sát bên, à, gần chùa đây hả? Dạ. Chị có thường đi chùa không? Chị được mấy cháu? Không, đứa cháu ngoại. Mẹ nó cha đi làm thì còn. Dạ. Vậy là chị cũng thường qua chùa. Ủa sao em cũng đến chùa thường mà sao không thấy chị? Chào chị. Chị cho em hỏi thăm chút xíu nha. Chị là Phật tử của chùa phải không ạ? Hiện tại thì hôm nay chị đến viếng chùa và chị có cái cảm giác như thế nào khi mà chị tham dự cái buổi lễ hôm nay? Do do ăn đậu ở chỗ đó, do ăn đậu ở chỗ đó đi. Cái này giống như là thêm cái đi gọi với tẩy nghĩa của lo gì kỳ liên để mà do vu lan cho Phật tử tưởng nhớ về cha mẹ, chẳng những là trong tháng 7 này mà tất cả những ngày trong năm chúng ta đều phải báo hiếu cha mẹ. À, vậy chị có cái lời nào gửi gắm cho tất cả các bạn trẻ và những người sau này không ạ? Nếu mà gửi gắm thì không dám, nhưng là chị nói như thế này, nếu là chúng ta là con người thì ai cũng có cha có mẹ, cho nên là tất cả cho dù lớn hay nhỏ gì thì chúng ta cũng phải nhớ về công ơn sanh thành và dưỡng dục của cha mẹ, mà mình phải không những lo cho cha mẹ là phải cho, lo cho miếng ăn ngon, mà phải hướng cha mẹ đến với Phật pháp để mà cha mẹ biết niệm Phật, biết hướng về Tam Bảo, để mà sau này được khi mà mình vãng thân mất đi thì có mình cái biết cái hướng đi quay về, đó là về chứ còn. Em thấy chị cài hoa hồng trắng, vậy thì em xin chia buồn với chị và cảm ơn cái lời của chị gửi gắm cho tất cả mọi người và những bạn trẻ sau này. Xin chúc chị có một cái ngày lễ Vu Lan thật là ý nghĩa, thật là vui bên tất cả mọi người, trên bên gia đình chị nhé. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn chị. Đầu tràng cảm ơn chị.
trên đường về thì tôi có nghe được một cái bài nói rất hay về cái tứ ân của đạo Phật của một vị sư. Nhưng vì cái lý do di chuyển nên tôi không có ghi lại được cái đoạn này. Tôi sẽ tìm cách để gặp gỡ vị sư ấy và sẽ có cái chi tiết hơn về cái bài nói của vị ấy cho mọi người xem. Có thể nói năm nay lễ Vu Lan rất là ý nghĩa đối với tôi, vì tôi đã đem lại những cái thông điệp đến cho mọi người. Tôi mong rằng các bạn hãy yêu thương cha mẹ mình ngay từ bây giờ khi còn có thể. Xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại trong những cái video khác hay hơn nhé.